Nhìn hộp bìa carton cực kỳ đơn giản nhưng bên trong chứa đựng một siêu phẩm. Em xin giới thiệu cho anh em một đôi Nike Phantom GX. Thiết kế bên ngoài cực kỳ đẹp, màu xanh trắng kết hợp phối màu hồng cho anh em nhé. Với cái upper light skin cực kỳ mềm mại. Đây anh em có thể thấy này, đây là một đôi giày mới nhá, chưa qua thuần mà nó đã mềm như thế này rồi. Đấy thì anh em đá vài trận thuần đôi giày thì cực kỳ êm ái, cảm giác bóng quá ok luôn. Thứ hai là về bộ đế của nó. Đấy, ở đây thì có rất là nhiều hình elite giúp cho cái độ bám sân cũng như là tiếp xúc bóng rất là tốt. Anh em có thể đê gầm, cảm giác bóng nó rất là thích này. Riêng đôi này thì anh em chân bè cũng có thể chơi được nhá. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Đấy, đây cái miếng gà của nó này, bản rất là to. Và đặc biệt là nó ôm sát hai bên nhá. Khi anh em đi đôi giày vào không bao giờ lo vấn đề cái lưỡi gà nó bị xê dịch nhiều đâu nhá. Cải thiện được rất là nhiều, ít cái đôi mà có thể cái lưỡi gà nó được tốt như thế này nhá. Nếu chân anh em bè quá thì anh em có thể bỏ lót ra nhá. Lót của nó thì có một lớp gọi là dính nhẹ thôi. Anh em bỏ ra đá thuần giày khoảng 1-2 trận sau đó lại cho lót vào nhá. Nó thì cũng rất là êm. Các cái sợi dệt này thì tăng cái độ ma sát, giảm thiểu cái việc mà mọi người đi tất xong là bị trơn trượt ở bên trong giày nhá. Anh em hay xem clip thì biết mình thuộc dòng chân siêu bền, thế nhưng mà đôi này đây mình rất dễ dàng để có thể đi vào. Khi đi vào thì anh em có cảm giác rất là êm ái. Đấy, như mình nói vừa nãy, cái phần lưỡi gà của nó được thiết kế rất là tốt. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, rất khó có thể xê dịch. Và đặc biệt là cái đế của nó nhá, cái đế của nó không hề cao đâu nhá, mặc dù có các cái giảm chấn ngang này đấy và bộ lót, nhưng mà đế của nó thì rất là vừa chân. Đấy, không quá cao. Đây mình quay một vòng cho anh em xem nhá. Đôi Phantom GX này được rất là nhiều anh em săn đón, không biết là cảm nhận của anh em ra sao. Đấy, như cảm nhận của mình thì đôi Phantom GX này đem lại cái cảm giác rất là thích. Không biết là anh em đã sở hữu đôi này chưa. Hiện tại thì có rất là nhiều anh em đang tìm và săn đón đôi này. Anh em có thể liên hệ với mình qua các cái đường link ở trên kênh nhá. Chúc anh em có thể chọn được những cái đôi giày phù hợp cho mình.